Xin kính chào quý vị và các bạn, mình là Đức Hữu, phụ trách kinh doanh của công ty ô tô Hải Âu tại khu vực miền Nam Phía sau của mình đây là chiếc móc Ben tự đổ, thương hiệu Sosan ha Trước đây là Đô Sung, tên thường gọi hồi xưa giờ là Đô Sung, Còn bây giờ là đổi thành Sosan Vina ha Sosan là cái liên kết giữa nhà máy Đô Sung và uh, hãng Sosan Và do là Sosan mua cổ phần của Đô Sung ha và bây giờ đổi dần dần thành thương hiệu Sosan. Cái móc này thì có dung tích là 23 khối rưỡi ha và có chiều dài của móc là ở lòng thùng á là 8m460 là chiều dài chiều rộng là 2m475 và chiều cao là 2m à, 1m280 là tương đương với khoảng 23 khối rưỡi cái Móc này thì có cái khối lượng bản thân tức là xác của móc á, là nặng 8 tấn 6 và khối lượng hàng hóa cho phép là 28 3, 40 kg. Và tổng cái khối lượng hàng hóa cho phép là 36 9, 14 ha. 36 914 kg. Cái móc này thì có sử dụng cái tháp ben thương hiệu Hiva. Hiva 202 ha. Đường kính chi lanh là 202 uh, uh, mm và cái tháp này, này có 5 đốt ha. 202 A202-5 à, tức là hai 2... đường kính chi lanh là 202 và số đốt là 5 ha. Và móc này là móc đời 2023, móc mới nhất. Sử dụng tháp uh, thương hiệu Hiva, một trong những cái loại tháp pen tốt nhất của Trung Quốc hiện nay. Và móc này thì uh, uh, được uh, đóng tại nhà máy Đô sung ở khu vực miền Nam và gọi là nhà máy Sosan Việt Nam ha. Chi nhánh Đồng Nai, đóng tại Nhân Trạch và đời là 2023. Chiều uh, dài của móc, kích thước bao là 9m3, chiều rộng là 2m5, uh, 2m50 và chiều cao là 3m470 ha. Cái uh, móc này thì uh, sử dụng uh, những cái dầm có độ dày là dầm móc có độ dày là 12 ly, 120. Và uh, dầm này dầm dọc theo móc là 120. Và sử dụng uh, những cái thép cường độ cao và thép uh, thương hiệu potco ha. Cái chân trống thì chân trống thương hiệu Fuva và có độ chịu tải... Uh, 80 tấn ha, thương hiệu Phu Va, đội chiều tài 80 tấn. Những cái cản này thì bây giờ đã đổi thành xô ha. Cái 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 cái, cái vẻ chắn bùn rồi thì đổi thành cái thương hiệu xô san. sau này cái mọc Đô Sung thì cũng là tên là tên cũ là Đô Sung và sau này tên tên sẽ đổi thành xô san hết ha. Và cái chỗ này là chỗ để lốp dự phòng ha giá để giá treo lốp dự phòng. Cái móc uh, của bên mình đang có sẵn là móc uh, có sử dụng cái lốp thương hiệu Kasumina là thương hiệu của Việt Nam và sử dụng lốp 12R20 là lốp uh, uh, 12 có ruột. Trục thì trục uh, Loteli ha. Trục uh, 13 tấn. Và khi mà quý khách hàng muốn đổi cái hệ lốp từ 12 có xăm sang 12 không xăm thì hoặc sang 11 có xăm thì báo mình mình sẽ báo nhà máy lắp cho quý khách hàng ha tùy mình nhu cầu mình sử dụng như thế nào thì mình mình lắp loại lốp như thế và mã của cái 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 mọc cũng sẽ đổi theo cái cái hệ lốp vì bây giờ đăng kiểm nó khó chứ không giống như đăng kiểm hồi xưa lốp nào thì đăng kiểm theo giấy tờ lốp đó thì mình sẽ đổi cái giấy thôi là nó, nó sẽ ra cái 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 đúng theo của cục đăng kiểm vì bên nhà máy đã đăng ký ở trên cục đăng kiểm là các loại lốp là lốp 12 có xăm lốp 12 không xăm và lốp 11 có xăm ha tùy mình mình có thể đổi loại nào cũng được ạ thì mỗi loại thì nó sẽ có một mức giá khác nhau thôi vì tranh nhau ở cái lốp và ăn thua là có lốp dự phòng hay không thì cái trục là trục mỗi trục thì đều có ba cái búp sen và trục trạng hình hình vuông ha độ chịu tải của trục là 13 tấn theo nhà sản xuất công bố là 13 tấn mỗi bó nhíp là 7 lá nhíp ha và hệ thống điện là sử dụng những cái điện và hơi thì sử dụng những cái hệ thống điện tốt và thương hiệu Wopco van chia hơi Wapco. Nhưng mà đối với móc này thì nó không có hệ thống thắng ABS ha. Không có hệ thống thắng an toàn ABS. Chỉ là thắng búp sen và uh, gọi là thắng lốc kê. Khi mà thắng thì uh, các uh, hệ thống hơi nó sẽ truyền đến tất cả các uh, búp sen thắng ha. Nên là thắng thì thắng đều của 3 uh, ba, ba trục ha. Cái móc này thì uh, hiện nay đối với bên mình á thì phân phối cái móc đô sung sô san này thì có có thể đổi được cái lốp ha lốp mình có thể tùy chọn lốp 11 có xăm hoặc lốp 12 không xăm hoặc lốp 12 có có xăm ha tùy vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng thì mình chỉ bù thêm tiền thôi à, ví dụ như muốn đổi sang cái lốp 12 có xăm hay là đổi sang lốp 11 lốp 12 có xăm đổi sang lốp 12 không xăm thì bù bên mình lại bù ngược lại tiền ha vì lúc 12 có xăm thì nó nhiều tiền hơn lúc 12 không xăm phía đằng sau thì có hệ thống đèn loại đèn led ha đèn led ở đây là đèn re đèn lùi đèn phanh và đèn xi nhan ha đèn xi nhan thì tích hợp thêm một cái lớp đèn ở bên hông nữa đèn dạng hình chóp ở bên hông đây là cản sau và cái Móc uh, thương hiệu uh, đô san này thì có thành là dày uh, 5 ly, đáy dày 6 ly. Và được sơn loại uh, sơn uh, thương hiệu của Hàn Quốc là sơn nó đến 5 lớp ạ, uh, thương hiệu Hàn Quốc. Và màu sơn thì uh, màu sơn thông thường của móc uh, sô san hay móc đô sung là màu sơn uh, sám ghi này ha, màu ghi tối này ha. cái uh, móc của Sosan với uh, móc của CMC thì Sosan nó khác với CMC một chút là cái thành ở ở đây là uh, nó không có một cái lớp gia cường nào. Cái móc của Trung Quốc thì có những cái móc uh, móc con voi hay móc CMC thì có những cái cái lớp ốp ở đây, lớp gia cường cho cái thùng nó sẽ chắc hơn. Vì cái thùng này nó dài đến 9,3 m lận. thế nên là uh, uh, nếu mà sử dụng thép tốt như thép của của uh, đô sung xô san này á thì không cần ốp nhưng mà thép mà muốn độ chịu tải cao hơn nữa thì ốp thêm một lớp nữa nếu quý vị và các kỹ thì về ốp thêm đây lớp thành nữa thì nó sẽ chắc chắn hơn cái móc này thì ở bên hông này thì được dán một lớp phản quang giúp cho người đi đường tăng cái sự nhận diện vào buổi tối ha đèn chiếu ở đây thì nó phản quang ra và cái cái đinh của móc này đây đinh của móc này thì đinh 5 ha, đinh thông thường tiêu tiêu chuẩn quốc tế. Còn quý vị và các bạn muốn đổi đinh 9 thì cứ báo mình mình sẽ đổi cho quý vị và các bạn ha, không tính phí. Hệ thống hơi chia hơi của của móc thì sử dụng thương hiệu Wapro ha. Và những những cái những cái cảm những cái rơ le đây ha. Hệ thống điện rất là chắc chắn và và bó dây rất là gọn gàng và Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem clip của mình hôm nay. Mình là Đức Hữu, phụ trách kinh doanh của công ty ô tô Hải Âu tại khu vực miền Nam. À, cái móc này thì bên mình đang hỗ trợ vay ngân hàng đến 90%. Ha. Số điện thoại hotline của mình là 0919 590092 hoặc 0908 592072. Rất thân hành được phục vụ quý khách hàng và hỗ trợ quý khách hàng trong khoản vay vốn và hoàn thiện xe, hoàn thiện rơ móc. Cái móc này thì bên mình... À, à, hỗ trợ lắp trực tiếp luôn ha, lắp hoàn chỉnh lên cái đầu kéo cho quý vị và các bạn luôn. Bao gồm thì uh, PTO rồi hệ thống rờ le, công tắc và uh, dầu hệ thống thủy lực lắp lên đầu kéo. Và quý vị và các bạn muốn uh, hỗ trợ về cái phần uh, uh, ra giấy tờ của đầu kéo là đầu kéo chuyên để kéo móc ben thì bên mình cũng hỗ trợ cái cái khoản đó luôn ha mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại hotline của mình 0919 590092 hoặc 0908 592072 xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem clip của mình hôm nay.